nộp non làng dòng ra đi cải tình chia mường mường màu son phần đêm nở đó là bài ca Huế nói về cuộc hôn nhân giữa Huyền Trân công chúa con vua Trần Nhân Tông của nước Đại Việt với vua Chăm Chế Mân năm 1306. Món quà sính lễ mà vua Chăm Chế Mân dâng Đại Việt là châu Ô và châu Lý, kéo dài từ sông Hiếu tỉnh Quảng Trị đến sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam. Hai châu Ô Lý được đổi tên là châu Thuần và châu Hóa. Đó là nguồn gốc lịch sử 700 năm của vùng đất Thuần Hóa, tức Thừa Thiên Huế ngày nay. Kể chuyện về Huyền Trân công chúa thì cái danh nhân lịch sử đầu tiên mà chúng ta phải nhắc đến đó là vua Trần Nhân Tông, vì vua lỗi lạc đã thống lĩnh quân và dân của Đại Việt hai lần đập tan âm mưu xâm lược của đế quốc Nguyên Mông vào thập niên 80 của thế kỷ 13. Và cái đặc biệt là chỉ sau đó 5 năm thôi, ở cái tuổi 35 mà nhà vua đã từ bỏ tất cả quyền hành, truyền ngôi lại cho vua Anh Tông để làm thái thượng hoàng, mà thực chất là thực hành một đời sống phàm hạnh của một tu sĩ Phật giáo với ngoại hiệu là Hương Vân Đầu Đà. Từ năm 1301 thì vua Trần Nhân Tông đã thực hành một cái cuộc vấn du về phương Nam, mà trong đó thì đặc biệt là đã lưu lại 9 tháng ở vương quốc Champa. Với tấm thể của một người cha thì ngài còn thấy được cái uy dũng của quốc vương Chế Mân. Trong mà tiếng Champa là Harijit, có nghĩa là con sư tử chiến thắng, và cái tên như tiền định. Cho nên với một cái bản lĩnh, một sự kiêu hùng của một quốc vương như vậy thì vua Trần Nhân Tông thấy xứng đáng là một cái người rể của Đại Việt. Trong cái mối bang giao nồng ấm như vậy thì vua Trần Nhân Tông đã hứa gả con gái của mình là Huyền Trân công chúa cho vua Chăm là Chế Mân. Sau khi vua Trần Nhân Tông trở về nước về Đại Việt và nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông để đi tu ở trên Yên Tử, thì cái việc thực hiện cái lời hứa đó vẫn được vua Trần Nhân Tông giữ đúng như là cam kết của thượng hoàng Trần Nhân Tông. Và vua Trần Anh Tông đã gả em gái của mình là Huyền Trân công chúa cho vua Chăm là Chế Mân, và người Chăm đã đem 100 người ra để đón rước và đưa Huyền Trân công chúa đi vào và trở thành hoàng hậu của vua Chăm, và là một trong những vị vua Chăm mà được rất sủng ái. Cuộc hôn nhân của Huyền Trân công chúa và vua Chăm Chế Mân là để thắt chặt thêm tình hòa hiếu giữa hai nước. Sách Khâm Đình Việt Sử Thông Giảm Cương Mục ghi: Bình Ngọ năm thứ 14, tức năm 1306, tháng 6 mùa hạ, gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm Thành là Chế Mân. Chế Mân sai bầy tôi là bọn Chế Bồ Đài để tơ biểu dân vàng, bạc, kỳ hương và các vật phẩm lạ để xi cưới. Quần thần trong triều đều nói là không nên gả. Chỉ có Văn Túc Vương Đào Thái chủ trương nên gả và Trần Khắc Chung tán thành. Chế Mân lại xin đem châu Ô, châu Lý để làm lễ cưới. Lúc ấy ý vua mới quả quyết cho Huyền Trân công chúa về với vua Chiêm. Và cũng không dễ dàng gì
Huyền Trân công chúa trở thành hoàng hậu đứng đầu nội cung vương quốc Champa. Bà đã được dạy rất kỹ càng về văn hóa Champa trước khi về làm vợ vua Chế Mân. Vua Trần Nhân Tông đã mời tất cả những cái vị thầy giỏi nhất để tiếp tục uống đúc cho công chúa Huyền Trân thêm một cái nền văn hóa nữa, đó là tôn giáo, là y học, là cái nền văn minh của Champa. Do vậy bà phải sử dụng được tiếng Chăm, có thể đọc được Phạn ngữ, vân vân. Do vậy mà với một cái sự chuẩn bị quá đầy đủ như vậy, một cái bà công chúa hương sắc của Đại Việt tài hóa như vậy đến với triều đình Champa thì chắc chắn bà đã chinh phục được cả triều đình Champa cũng như là quốc vương Chế Mân. Và một điều chúng ta có thể dễ dàng để suy luận đó là một cái tình cảm rất đặc biệt nó nảy sinh ra từ một cái quốc vương kiêu hùng giống như Chế Mân và một cái bà công chúa tài sắc như Huyền Trân của Đại Việt. Có thể minh chứng cho điều đó là bà Huyền Trân trong giai đoạn đầu chung sống với vua Chế Mân đã được đưa lên danh vị cao nhất trong hoàng cung của Champa, đó là hoàng hậu Parameswari, có nghĩa là vị hoàng hậu đứng đầu của cả nội cung. Và có lẽ một cái bằng chứng khá thuyết phục cho cái tình cảm nảy sinh giữa hai người lúc đầu có thể chỉ là hẹn ước, chỉ là định ước, nhưng sau đó có thể là đá vàng, bởi vì trong giai đoạn đầu chung sống thì bà đã hoài thai thế tử Kế Đa Gia. Nhưng cuộc tình duyên của công chúa Huyền Trân với vua Chăm Chế Mân không được bền lâu, vì chưa đầy một năm sau, Chế Mân đột ngột từ trần. Theo tục lệ Champa, vua chết thì hoàng hậu phải lên giàn thiêu để chết theo. Nhưng vì lúc ấy công chúa Huyền Trân đang mang thai thái tử Chế Đa Gia, nên cuộc hỏa thiêu dời lại. Vua Trần Anh Tông lo sợ cho công chúa, nên sai Trần Khắc Chung cùng Đặng Văn mượn cớ sang viện tang và tìm cách đưa công chúa về nước. Cái điều mà chúng ta thấy được là gì? Cái mất mát quá lớn của Huyền Trân công chúa. Đó là gì? Bà vừa trải qua một cái nỗi đau tự biệt do mất chồng, một người chồng có thể bà vô cùng kính ngưỡng. Phải tiếp đến là một nỗi đau sinh ly và xa rời vĩnh viễn cái đứa con mình vừa rứt ruột đẻ ra. Từ một cái bà hoàng hậu Parameswari mà uy quyền như vậy lại trở thành một kẻ trộn trại, lại không thuần với cái phong tục của cả đất nước Champa. Trở về Đại Việt thì đứng ba lại cũng không tuân theo được cái đạo lý tám tông tự đức của một người phụ nữ Đại Việt. Rồi mình thấy cái đau đớn nhất là bà phải chịu dày vò như thế nào trong những cái năm tháng như vậy, chỉ vì mình mà tổn thương hòa khí của cả hai quốc gia và làm hỏng đi cả một kế sách lâu dài mà phụ hoàng Trần Nhân Tông đã tổn bảo cho tâm huyết để xây dựng. Cho nên tôi nghĩ rằng cái giải pháp mà duy nhất của công chúa Huyền Trân lúc đó là nương nhờ cửa Phật. Khi bà trở về chưa đầy 2 tháng thì vua Trần Nhân Tông lại qua đời. Bà di huấn lại cho bà được xuất gia đầu Phật ở chùa Vũ Linh ở Bắc Ninh, gọi đạo hiệu là Hướng Tràng. Vào năm 1311 thì bà lại thừa mình của bổn sư mình, tức là quốc sư Bảo Phát, để về tu ở chùa Nồn Sơn thuộc huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định bây giờ. Khi bà trở về thì tú ở núi Hội Sơn của Nam Định, núi Vũ Bản ấy, và ở Quỳnh Dực của tỉnh Thái Bình, thì những nơi đó thờ tự nên triều Nguyễn đã có sắc phong. Những cái tôi lấy được về đây là bản sao lại thôi, bởi vì bản chính đáng thơ tài đó nguyên bản phong bà, ví dụ như cái của Thái Bình là phong bà là Huyền Trân thần nữ chi thân hồ quốc tỷ dân nằm trừ lý nữ trừ phong diệt bảo trung hưng, tức là trước đó đã có phong rồi, nay là phong thêm. Nói tóm lại là Huyền Trân có khoảng độ 7-80 sắc phong ở ngoài Bắc, chủ yếu là triều Nguyễn, mà vì bà lại có công mở ra vần đất Thuần Hóa, nhưng khi bà trở về thì bà lại trở về sinh sống ở ngoài kia và bà đi tu cũng ở ngoài kia, bà hóa tiên cũng ở ngoài kia.
Cái vùng đất này là vùng đất bà mở đất, mở cõi, bà trở thành vị thần khai canh của xứ Thuần Hóa. Trong hơn 30 năm cuộc đời sống mà tu hành nghiêm cẩn đạo hành, bà lại cũng theo tư tưởng của Trần Nhân Tông, đó là cái tư tưởng nhập thể, tức là thực hành một cái đời sống đạo hành theo cái hành Bồ Tát để nhập thể giúp đời. Thì bà cũng làm được vô cùng nhiều cả cái công việc ở đó. Bà mở lớp đồng ẩu để dạy cho những trẻ em nghèo khổ học về chữ nghĩa, học về đạo lý. Rồi bà đem những cái giống lúa mà bà biết được trong cái quá trình ở Champa, đó là cái lúa chiêm, tức là chiêm thanh ấy, để mà dạy cho cư dân trồng trọt. Rồi lại là trồng dâu nuôi tằm dệt vải theo cái cách của cái người Champa, những cái gì tinh hoa nhất bà học ở Champa thì đem về dạy ở Đại Việt. Rồi với cái trí thức về y học, bà lại cũng là chữa bệnh cho dân. Rồi bên cạnh đó bà quyên góp rất nhiều để cũng cho cả cái làng xã ở xung quanh những cái nơi mà bà đi được. Thì với một cái đạo hành như vậy thì bà đã được dân chúng ngưỡng mộ và lập những cái đền thờ để thờ. Ví dụ như là dân làng Dành vì nhận đến 28 mộc ruộng của bà thì đã lập đền thờ bà như là thờ một vị thanh hoàng khai canh. Vì là dân làng Thải Đường thì thờ bà như là thờ một cái gọi là mẫu hiền trấn, tức là giống như một cái bà mẹ xứ sở. Rồi cái dân làng Hộ Sơn, tức là nơi mà cái chùa Nộn Sơn tọa lạc ngày xưa, thì lại thờ bà như một vị phúc thần. Tri ân người có công mở cõi, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng trung tâm văn hóa Huyền Trân tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế. Công trình được xây dựng theo kiến trúc văn hóa thời Trần. Hàng năm, lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa được diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng. Trung tâm văn hóa Huyền Trân trở thành một địa chỉ du lịch tâm linh, thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái và tìm hiểu về mảnh đất Thuần Hóa, cũng như cuộc đời của Huyền Trân Công Chúa. Nhà nghiên cứu Dương Phước Thu là người được giao trọng trách soạn bài văn bia đền thờ Huyền Trân Công Chúa ở núi Ngũ Phong. Và tôi cũng như mọi người khác là thỉnh giáo rất nhiều ý kiến của các vị sư, đặc biệt là những lý sư. Trước khi chấp thì viết rất nhiều lần, phải nói hàng trăm lần, có những lần chỉ sai một chữ là phải lường chữ của bia nó nén, nó vừa phải, nên là mà cần phải đầy đủ nội dung. Nên là cũng phải, mình cũng không hiểu là có hay không, nhưng mà nghiêm túc trước cái sự thành kính đối với những người tổ tiên như vậy. Trong lòng người dân Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, thì Công Chúa Huyền Trân đã trở thành vị thần hộ quốc an dân. Người dân làng Thủ Lệ, thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền vẫn lưu truyền câu chuyện kể về bà, rằng trên đường từ Chiêm Quốc trở về Thăng Long, bà đã dừng chân nghỉ tại đây. Ngôi miếu này được người dân làng Thủ Lệ nhiều đời kế tục giữ gìn và hương khói. Cái miếu đó thì theo các cụ kể lại thì có được lâu rồi, lúc trước là to hơn, thấp hơn, nhưng đến năm 1996 á thì làng có tu bổ, bởi lẽ là vì là đụng đường có chi nhận được mở đường cho nên đụng là làng có xây dựng một bước. Nhưng mà đến năm 2004 thì làng mới sửa lại là chỉnh trang hơn cho đến ngày hôm nay. Nên cái miếu đó thì thường thường cái miếu thì làng có truyền thống là những ngày lễ Tết lên thắp hương tưởng nhớ, và ở đó là cái nhờ cái chủ đạo là ở nó đó là hương khói hàng ngày hàng năm.
với người dân làng Kim Đâu, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, thì Cốc Chúa Huyền Trân là một vị phúc thần, là người mẹ xứ sở như câu đối ở miếu thờ bà. Công chúa anh linh thường giảng tòa, Huyền Trân hiển hách hộ quốc dân. Được đấy là một con đường, đường nhỏ. Nó còn này là cùng cái thành quân dọc này đều xây bằng vôi. Đó, miếu cũng bằng vôi. Miếu cùng nhỏ đông chừng nữa đều xây bằng vôi. Nói thì ngồi liệt xưa. Trước này cũng có cặp rồng. Được cái thân có cặp rồng. Và trước kia mà tôi còn nhỏ thì thường buổi trưa hay ra đây chơi thì thường có cặp rắn đến đó. Mọi người họ đến thắp hương đây họ nói cái miếu này rất linh. Ở trên đất này thì đúng đất ở trên đất của Huyền Trân. Theo thời gian, những câu chuyện kể về công chúa Huyền Trân được lưu truyền cho đến ngày nay, vừa là lịch sử đan xen với truyền thuyết, vừa là lòng biết ơn xen lẫn tự hào. Và ngôi miếu thờ bà trong lòng dân chính là ngôi miếu vĩnh cửu. Năm nay tôi 78 tuổi, nhâm ngọ đấy, rồi sang này. Những cái miếu này sẽ bây giờ là được đó, có thể là bữa nay thế kỷ thứ 21, mà có đến thế kỷ thứ 20 thì một thế kỷ có 100 năm mà tôi đã chưa tới 100 năm đã có cái này. Và còn nếu nó trước cái sẽ đời cũ và tôi đã có cái này. Việc lập miếu thờ Huyền Trân công chúa ở làng Thủ Lệ cũng như ở một số vùng trên địa bàn của đất nước Việt Nam, những bậc đã là góp công trong việc là giữ gìn và mở rộng bờ cõi cho đất nước Việt Nam và góp phần vào việc là phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh. Món quà sỉnh lệ hai châu ô rĩ trong qua cái cuộc lương duyên giữa Huyền Trân và chị Mân, nó đã tạo một bước ngoặt rất lớn trong lịch sử và từ đó làm một cái chỗ dựa cho cả cái chủ nguyện đời sau mở nước về phương Nam, cũng như là tạo dựng nên một cái kinh đô mà văn hóa tráng lệ mà chúng ta có hôm nay. Tóm lại, trong lòng người bà đã xuất hiện rất nhiều danh phận, nhưng cái danh phận mà chúng ta thành kính hướng về đó là bà là thành hoàng của hai châu ô rĩ vua ngàn dặm từ bờ nam của sông Hiệu cho đến bờ bắc của sông Thu Bồn Quảng Nam. Lịch sử đã ghi nhận và các thế hệ sống trên mảnh đất này người ta đã ghi nhận bằng các cái sắc phong, các tài liệu và đặc biệt là những ngôi miếu thờ ở các làng. Người ta đã tôn Huyền Trân công chúa, thừa nhận Huyền Trân công chúa là vị nữ